ăn món á, ăn món sợ đi nha. Bay me cho mưa trời trời. Lánh đĩa thúi về, quá. Về cái này hồi hồi đêm quê vui lắm. Đêm cái đêm về nấu á, nấu vui lắm. Lên luôn, lên luôn. Đây. Về không trồng trời lên. Dạ chưa bả luôn. Em quên xuống rồi. Mấy ơi, cho cứ cầm hoài hết tiền. Kêu mình đem cúp đi. Không may đi mà. À à à. Ừ ừ. Cứ từ từ đã, thế chiều này nhớ đi đón. Yeah, they said it couldn't happen, baby. My man sees. I did brother flame in the place. We're gonna kill him with this one. Check it out. Watch this. Let's go, let's go. Bây giờ đây, các bạn đang tăng tốc với vận tốc là 2 km/h. Nhưng mà ấy đã đi được 200 mấy mét rồi. Ồ, cố lên, 2 km đầu tiên rồi. Trang này, bây giờ mới cái đoạn cuối cùng của thành phố Nha Trang. Mệt thật đấy, tiền hết. Ồ, bị bòi bi đao. Vâng, anh đang cầm theo cái gì như đống hài cốt đấy. Lượng đồ suy đa về rồi. Vâng, cái gì đây? Cái này hàng mượn rồi, đéo mình loại ngay thì trận đầu mà. Hàng mượn rồi. Vâng, đây là B-Boy King Z. Từ đêm hôm qua anh ngủ ở gầm cầu ấy, mặc sẵn áo khoác. Đi chính giữa là B-Boy ca sĩ Lộc Sư Quách với phong cách rất là lạnh lùng. Vâng, B-Boy thì cút. Anh đang ta rằng ông hứa dịch đồ hơn mà 2.000 đủ mé quên. Giờ nó móc lên 6.000 đủ mé hơn. Thế không biết. Tình hình như đi mẹ ngủ gầm cầu nhiều quá. Khùng mẹ rồi. Không biết bao nhiêu này đúng không? Anh bay cái khúc tàu đây này. Ồ. Tàu dài. À nói tàu dài thì biết là tới Bến Tre. Ừ.
Ôi thưa các bạn, hình như là bây giờ mình mới đến cầu. Nghe nói là đầu thành phố là tít đằng kia đấy kìa. Vậy chúng tôi đang ngủ dưới hầm cầu ở chỗ ngay. Vâng, rất mệt nhưng mà chúng tôi sẽ rất là cố gắng. Năm sau Bolty cũng thế, cũng quốc bộ. Rèn thể lực ấy mà. Chúng tôi đang đi trên cầu xóm bóng cạnh bên cạnh là bên cạnh là tháp Thiên Ni Thánh Mẫu. Ồ, đúng cầu xóm bóng thật. Đang định vào nhưng mà mẹ thông cảm là taxi còn đéo có mà về, thế nên là phải vay bộ cầu. Đấy, vâng, các bị boy đang đi bộ trên cầu. Bỏ chân. À, bên cạnh người người đi xe, nhà nhà đi xe. Đây đi boy đi bộ. Quay lẹ chạm nào, quay lẹ trái nha cô. Từ đây, 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 đây. Đi đầu là B-Boy Power, B-Boy Scoot. Anh có cảm tưởng gì khi đi qua cây cầu này? Mỏ chân vã lộn. B-Boy King. Vã lộn. B-Boy gì? Chú Quách. Dòng rớt muốn chân này, rớt chân luôn này. Rớt chân à. Đấy, đi đâu? Muốn được chiếc đầu tiên vào đi taxi về, định mẹ đéo muốn đi bỏ đâu. Khổ quá đi. Rồi rồi, mọi cái chân chỉ muốn taxi tới thôi. B-Boy Ocean. Chuyện gì ạ? À? Nêu cảm nghề ạ? À? Tình hình là anh đi qua cầu là anh cảm thấy thế nào? Có thích không? Thực sự là nếu đi qua cầu xong ấy mà có taxi đi mừng vã cái lồn ra. Vâng, chúng ta có thể thấy là một hàng chữ rất đẹp, tháp Bà Ponaga. Đây có thể nói là di tích lịch sử nổi tiếng nhất Nha Trang. Ponaga này hiện tại là chúng tôi rất muốn vào trong nhưng mà thông cảm là sắp đến giờ xe chạy, thế nên là cả đội phải tập trung để nữa. Đi về. Tiền năm thì không thành vấn đề, quan trọng là nó ở đâu. Đây, cho người đây. Nói chung về bên cầu B-Boy 4. Vâng, bên kia là một cây cầu dài không kém, rất là đẹp. Bình thường thì chúng tôi đi Butter là đi cầu bên đấy, nhưng mà về bến xe là 3 ngày đi bộ qua cái cầu đấy, các bạn sẽ cảm nhận được thế nào là cái tốc độ gió. Đấy, đây, 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 đây. Các bạn sau chúng tôi sẽ đi đầy đủ hơn để quay cho các bạn phóng sự. Vì là các thành viên trong nhóm còn về với vợ con nấu ăn uống, thế nên là được bắt đầu với lần sau thì vã lắm rồi. Tình hình là mẹ vừa đến xe là đi hết 2/3 con đường mới dám thuê taxi. Đó, là 19.800 đồng. Đó. Nói chung là vẫn đi taxi nào thôi đây để anh quay cho. Thế nào, bây giờ đội hình khỏe chứ? Về Quy Nhơn anh xem cái này nào, ngửa cái này thế nào. Ui giời, vinh dự quá. Về Quy Nhơn này, cái này về vinh dự. Đêm 2, anh đúng hơn, cái B-Boy của Rocking Flavo đang trên đường chờ xe về Quy Nhơn. Chúng tôi sau lượt này đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và biết được rất nhiều người. Nói chung là vô giải khác mẹ. Rất là quý báu. Với giải nhì lần này thì chúng tôi thề năm sau sẽ phục thù. Đây là bến xe Thuận Thảo. À quên mẹ, bến xe miền Nam. Chào anh, chào anh. Chào em ở đây. Cùng lên xe đúng không? Trên đây này. Anh ơi. Đó này. Nó vào điều lên xe. Mấy kia còn mấy con. Ở trên đây này. Hello. Đây. Tình hình là bây giờ là đang lên xe. Ngồi thì ngồi mẫu này, xe chưa chạy nhưng tí nữa là lên nóc. 10 chỗ trên nóc. Mời các B-Boy phát biểu cảm tưởng đấy. Sướng không? Mặt à? Ôi rồi, ngồi chờ xe cả tiếng đồng hồ. Ôi tớ mừng lắm, tớ mừng nhất sắp về Quy Nhơn rồi. Trả tiền, trả tiền, chứ đừng có quay rồi nữa. Quay hoài. Quay nè, nè mốt mai nè ngồi hai người cho nó tình cổ. Dạ. Dạ. Tình hình là đang ngồi trên xe. Đói vãi lồn, mệt vãi lồn. Nói chung là tất cả mọi chuyện đều rất là mệt. Thưa các bạn, Rocking Flava Team sau lần thi đấu battle này quay trở về. Mẹ quay cái lồn. Phải nói là đéo còn lấy máy bán mẹ trẻ kiếm tiền ăn rồi quay khan. Nói là đéo còn su nào. Nói bán mà không bán. Quay quay quay.